Máy bay Lan Hương hướng dẫn sử dụng máy Suki Baby Lock. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn đánh chốt. Chốt chỉ mình cắm vào đây. Chỉ mình cắm vào cái cọc này, sau đấy mình cắm cái chạm chỉ ở đầu nhé. Chạy đánh chốt thì được bộ chỉ mình bắt kéo từ cái ốc này. Cuốn quanh chốt theo chiều kim đồng hồ khoảng tầm 4-5 vòng. Sau đấy mình cắt chỉ chỉ đi. Lấy em cái kéo càng dưng mình gạt cọc suốt qua bên phải và ấn nút chạy ở đây, bật công tắc lên. Có công tắc mình muốn khi đánh chốt kim không chạy, mỗi cái suốt quay thì mình kéo cái bánh đà này ra. Tốc độ nhanh chậm ở đây. Khi không đánh nữa mình dừng lại, mình gạt cọc suốt qua bên trái. Để suốt lên. Cắt chỉ xuống đi. Đi chỉ được may thì chú ý là chân chỉ cần kiểm tra phải nâng này. Móc qua đây. Đi thẳng xuống. Móc qua đây. Đến đây bắt qua trái đi lên. Móc qua mỏ vịt từ phải qua trái. Cái mỏ này nếu mà nó chìm thì mình cứ xoay bánh đà nhô lên cao. Móc từ phải qua trái cho vào cái khe này cho nó gọn. Móc qua cái móc này. Sau đấy móc qua móc ở chân kim. Xoay bánh đà để kim điểm cao nhất. Móc chỉ để hỗ trợ sâu chỉ. Ấn thẳng cái cần này xuống hết cỡ. Nó có một cái lẫy xuyên qua lỗ kim. Móc sợi chỉ vào đây. Chách cái phải lên. Mình thả cần hỗ trợ xỏ chỉ ra thì nó sẽ kéo chỉ qua kim. Với suốt ở bên dưới, mình mở hộp đồ ra. Mở cái nắp này, cầm cái tai này để kéo ra. Quay quay sát. Mình đổ suốt ra. Đắp vào, tay phải cầm suốt. Sợi chỉ ở phía bên trên, đặt vào cầm quả đào như thế này. Đây có cái rãnh đây, đặt vào, kéo sợi chỉ đi theo cái rãnh này đi xuống dưới này, suốt quay ngược chiều kim đồng hồ là đúng. Khi lắp vào mình cầm suốt như này, cái mỏ tương ứng với cái khuyết ở trong này, nó có cái khuyết ở đây, đẩy vào, cần nó kêu cái tách là được. Lấy chỉ dưới tay trái, cần chỉ trên tay phải, xoay bánh đà cho kim đi xuống, đến khi kim đi lên nó sẽ kéo chỉ dưới lên, mình cầm rút chỉ dưới lên. Cho hai sợi chỉ xuống dưới ra sau chân vịt, đậy cái nắp này ra. Mình đậy cái hộp đồ vào. Khi may mình cho vải vào, mình hạ chân vịt xuống. Đầu đường may, cuối đường may mình nên lại mũi. Đây mình đánh suốt xong mình đẩy cái này vào. Thì lúc đấy kim nó mới chạy được. Đầu đường may, cuối đường may mình nên lại mũi đây. Lại mũi khoảng tầm 2-3 mũi thì đấy. Sau đấy mình chạy. Đây là đường may, đường may mình vừa may. Chỉ trên chỉ dưới. May thử đường chính xác. Tổ điền được chưa? Tổ điền. Đây là mình điều chỉnh mau thưa của mỗi đường may. Nếu mà mình muốn chậm thì mình có thể tăng giảm tốc độ ở chỗ này. Bây bị lộc. Đây. Đường may zig zag. Đường của nó quay như trong tròng mình nhỉ. Đây bỏ sao. Nhiệm vụ của nó là ăn rồi và quay.
phút. Đây chân thủ phi, mình để thử thủ phi nhé. Lắp chân vịt, thay chân vịt đằng sau có cái nốt đen, mình ấn vào đây chân vịt rơi xuống này. Khi lắp vào thì cái vạch đỏ của chân thủ phi quay ra bên trái. Để vào đây, một tay điều chỉnh chân vịt, một tay nâng hạ, cần nâng hạ chân vịt đây, ngập vào là được. Cho vải vào, đẩy chân vịt kịch về phía mình, hạ cần nâng hạ chân vịt hạ xuống. Màu thừa để mức thừa quy, có biểu tượng thừa quy ở đây. Chọn chức năng thừa quy ABCD, ABC. Đầu tiên mình chọn đường A trước. Mình nhấn nút chạy để chậm chậm hơn. Màu thừa nếu mà dày quá mình có thể cho nó to hơn một chút xíu này. Đến độ dài vừa đủ mình chọn sang đường B. Nó chốt ngang, mình chốt khoảng tầm 2-3 mũi thôi. Mình vặn cho nó sang hẳn nhé. Cái nấc là mình vặn nó chưa sang hẳn. Nó kêu cái tạch sang hẳn cái đường D nhé. Chạy khoảng tầm 2-3 đường, mình chọn sang đường C. Đây, vặn nó sang hẳn luôn. May lùi. Khi nào nó bằng cạnh bên kia là nó đến cuối cùng của cái quy rồi thì mình dừng lại. Mình chọn sang đường B. Chạy khoảng tầm 2-3 đường thôi. Mình dừng lại. Đây là cái quy mình vừa thừa xong. Quy mình thừa xong, mình rạch giữa mình cái cúc nhé. Mặt trên mặt dưới này. Cái đầu là mình nên thừa ít thôi, thừa nhiều vì hai cái đầu này mà thừa nhiều nó cục nhìn nó xấu. Thay chân thủ phi mình chạy thử chân mắt sổ. Lắp chân mắt sổ. Cho vải vào hạ chân vịt xuống. Chọn đường may giả mắt sổ, mình chọn đường số 3. Mô thưa khoảng tầm 2-3. Mình xoay thử. Mình căn làm sao mép vải nó vừa chạm sát vào cái bên trắng màu đen này thì bắt buộc cái đều của mình đẹp. Kéo vải, dùng chân này kéo vải, mình phải kéo vải ra phía sau nhé. Nguyên tắc của nó sẽ là đường xích chắc, nó vắt từ bên này qua bên kia vải, nó ôm vào vải nhé. Vải không bung ra được nhé. Hướng dẫn thay kim. Tay trái mình cầm kim, tay phải mình vặn cái ốc này, vặn về phía lòng mình, lỏng kéo kim lên xuống. Kim có một mặt dẹt, một mặt tròn. Mặt dẹt mình lắp vào thì nhớ là phải quay ra phía sau, nếu mà lắp ngược thì sẽ bị bỏ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.